lái xe đây không? Mấy cái tài xế này còn trẻ không? Đủ tiền rồi. Cao tôi gần xíu hai chiếc trong hai giờ trời quá lâu chẳng mau cũng nữa rồi mặc đồ đang đạp bằng vai Thank you.
trẻ tuổi chắc khoảng 17, 16, 17 tuổi. Ông kiếm giờ má đào ông kiếm vô cống nuôi vô cống nuôi vô cống nuôi vô cống nuôi Yeah.